Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, đặc biệt là ưu ái cho đồng bào, những ai có gia đình, người thân là những anh hùng chiến sĩ hai miền Nam Bắc Việt Nam đã hy sinh trong những cuộc chiến vì công bình bác ái, thiện lành nhân bản, đã hy sinh từ cổ chí kim và cho đến ngày hôm nay. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong ở khắp mọi nơi đã hiện ra trên nền trời trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu. Ngài tỏ hiện ra trước và những tháng sau đó Ngài cho khuôn mặt của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây để an ủi và cảnh báo cũng như dẫn dắt nhân loại là mau mau ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Và đặc biệt là an ủi cho những gia đình đã có những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh vì công bình bác ái, thiện lành nhân bản. Tất cả những gia đình có những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh, xin vui lòng liên lạc với tôi, Y Thiền Sư Thánh Giống, để nhận những hình ảnh này. Đây là món quà vô cùng quý giá và quan trọng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong ban cho. Cha Trời Giêsu hiện ra, rồi sau đó Ngài cho khuôn mặt của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra. Và đây là ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta. Đây là ông Tổ chúng ta. Ông Rồng kết tụ bởi thần khí oxygen của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và đây là bà Tổ chúng ta, là bà Phụng Việt
Ba Phụng Hoàng hai ông bà đã bay từ hướng Việt Nam qua và hiện ra trên mây tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Ông Tổ ở phía trên và bà Tổ ở phía dưới. Hai ông bà đã bay từ hướng Việt Nam qua. Để an ủi và dẫn dắt cũng như chứng giám về việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Và đây là khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong, hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Khi chúng ta chụp gần hơn, và đây là hình trắng đen để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Và đặc biệt hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong còn có một nét vĩ đại nữa. Đó là một ông rồng thật là vĩ đại đang phun lửa. Đây là đầu rồng đang phun lửa. Lửa đây, miệng của ông rồng đây, mũi và sừng khịt lửa ra đây. Mắt của ông rồng đây, đây là đầu của ông rồng đang phun lửa. Đây là cần cổ của ông rồng, và đây là mình của ông rồng, và đây là cánh của ông rồng. Kết tụ bởi hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong, hiện ra với vóc dáng là ông rồng vĩ đại đang phun lửa để sẵn sàng tiêu diệt những kẻ hung dữ ác độc đã và đang gây chiến tranh chết chóc để làm giàu trên xương máu của đồng loại. Xây dựng hướng này, đồng bào thấy đây là anh hùng của những anh hùng chiến sĩ vô cùng vĩ đại. Tất cả những bà mẹ có những người con là anh hùng chiến sĩ trận vong. Tất cả những bà chị là quả phụ của những anh hùng chiến sĩ trận vong. Hãy mau mắn liên lạc với tôi để tôi gửi những hình ảnh này đến tận tay cho quý vị. Tôi chính đây y sư Thánh Giống, y thiền sư Thánh Giống, y liền sư Đại Việt Vương Đạo Công Bình Bác Ái Thiện Lành Nhân Bản. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu và anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra để cảnh báo và dẫn dắt nhân loại mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Nhờ đó mà sẽ được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cứu rỗi. Vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời Thánh Đức. Tận thế đang bắt đầu xảy ra.
đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn và cảnh báo, bởi vì tôi chính là Y Sư Phù Đổng Thiên Vương tái thế để lãnh đạo cứu nguy Việt Nam và đồng thời phụ giúp đồng bào Việt Nam làm việc góp phần cứu nguy nhân loại bằng cách là thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Vì tận thế đang bắt đầu xảy ra, đồng bào những ai ước ao được lập công chuộc tội thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội sau cùng để cho nhân loại chúng ta có dịp lập công chuộc tội. Một lần nữa, tôi chính đây Y Sư Thánh Giống tái thế, tôi lặp lại và nhắc nhở tường tận cho đồng bào Việt Nam chúng ta được biết. Tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, người mà đồng bào và đất nước Việt Nam chúng ta đã mong chờ hàng nhiều thế kỷ vừa qua. Linh điển tôi là tướng nhà trời, phần xác tôi là Phật sống của càn khôn, do cha trời thượng đế toàn năng, là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, tức là Thiên Thượng, là cha trời thượng đế toàn năng đã tác tạo ra tôi. Đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để cho những ai ước ao lập công chuộc tội góp phần trả ơn cha trời thượng đế toàn năng và đồng thời trả ơn ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, đồng thời trả ơn tất cả những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Đây là địa chỉ liên lạc với tôi. Đồng bào vào trang website faithgodjesuschrist.com Đây là địa chỉ trang website của chúng ta. Và đây là địa chỉ liên lạc bằng thư từ. Đồng bào những ai ước ao được lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức thì hãy mau mắn
giúp tôi có đầy đủ ngân sách để làm việc. Thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Check hoặc money order, xin đề, face God Jesus Christ, 13372 Golden West Street, Suite number 205, Westminster, California, 92683. Đồng bào có thể copy những hình ảnh này trên trang website của chúng ta, cũng như nhạc tĩnh tâm thiền định mà đồng bào đang nghe. Đồng bào có thể sang lại và nghe trên trang website của chúng ta, hoặc là liên lạc với tôi. Nếu cần, tôi gửi những hình ảnh này và CD nhạc tĩnh tâm. Đặc biệt, những ai ước ao được lập công chuộc tội, hoặc là lập công bồi đức, hoặc là ước ao được có sự bình an trong cuộc sống đời này và đời đời kiếp kiếp sau này, thì hãy mau mắn phụ giúp tôi có tất cả những phương tiện cần thiết để thông báo những tin mừng này đến cho mỗi người sống trên quả địa cầu mau mau được biết gấp. Người Việt Nam chúng ta không được phép chậm trễ nữa, bởi vì Thượng Đế đã mời gọi và cho người Việt Nam